Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với số series Đại Chiến Loa ngày hôm nay. Và hôm nay sẽ có một cuộc tranh tài của hai chiếc loa mà Hà nhận được rất nhiều yêu cầu so sánh từ phía các bạn. Đầu tiên đó là chiếc Soundstick Wireless 4 và Aura Studio 3. Đây là hai chiếc loa anh em đến cùng một nhà hạt mang Garden. Và chưa cần đi sâu vào chi tiết hay là tính năng, mà chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua về phần ngoại hình thì cũng đã phải wow lên, đúng không nào? Đây là hai chiếc loa siêu phẩm với thiết kế cực kỳ đặc biệt và độc đáo của hãng. Nhưng không phải ai cũng sẽ có đủ kinh tế cũng như là nhu cầu sở thích để sở hữu cả hai chiếc này. Nên ngay bây giờ hãy cùng Hà tìm hiểu xem đâu mới là một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn nhé. Nhìn qua thiết kế của hai chiếc loa này thì chắc phần lớn mọi người cũng sẽ thấy là chiếc Soundstick 4 này có phần bắt mắt hơn bởi thiết kế bóng bẫy với lớp nhựa trong suốt bọc bên ngoài, đúng không nào? Nhìn rất là sang trọng. Nhưng mà hơi tiếc một chút, giá như cái lớp vỏ bên ngoài này làm bằng kính thì sẽ cho cảm giác cao cấp hơn rất là nhiều. Bật mí cho các bạn thêm một thông tin cực kỳ hấp dẫn, đó là người đã đặt nền móng cho kiểu thiết kế của dòng loa Soundstick Wireless này là ông Jonathan Ive. Với hầu hết các sản phẩm của Apple hiện nay đều là dòng máy thiết kế. Và đặc biệt là bản tiền nhiệm của dòng loa này là loa Soundstick 3, còn được vinh dự trưng bày cố định trong bảo tàng nghệ thuật hiện đại của thành phố New York. Là một hệ thống âm thanh 2.1 đĩa bàn nên loa Soundstick Wireless 4 trang bị trên mình một loa siêu trầm 5.25 inch, cùng với đó là hai dải loa vệ tinh hai bên với mỗi bên là tổ hợp 4 driver 1.4 inch toàn dải cho công suất khuếch đại lên tới 140W. Còn với Aura Studio 3 thì nhìn tổng thể cũng khá giống với cục trầm của Soundstick 4, tuy nhiên là điểm khác biệt của nó là có cái màu tối hơn. Khác với Soundstick Wireless 4 thì Aura Studio 3 là một mẫu loa 360 độ nên các loa còn được đặt xung quanh loa. Tất cả có 6 loa con được chia đều thành hai kênh âm thanh cho tổng công suất lên tới 130W. Và cả hai loa này đều được hỗ trợ kết nối Bluetooth cùng với cổng AUX 3.5mm để các bạn có thể kết nối với các thiết bị khác nhé. Và sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nói về hệ thống đèn trên hai chiếc loa này. Và ngay bây giờ, hãy cùng tắt đèn và chiêm ngưỡng nào. Sao nào, các bạn thấy như thế nào? Còn cá nhân Hà thì Hà thích cái phong cách đèn trên Aura Studio 3 này hơn vì nhìn nó có phần ảo diệu, nhất là khi chúng ta kết hợp với những bản nhạc jazz thì nhìn màu sắc, nhìn cái ánh đèn nó rất là tuyệt vời luôn. Và đối tượng sử dụng cũng khá rõ ràng. Nếu mà các bạn có ý định sử dụng cho TV hay là máy tính để bàn thì nên lựa chọn dòng loa Soundstick Wireless 4 này, vì nó là hệ thống loa 2.1 có hai loa vệ tinh nên sẽ đảm bảo được hiệu ứng stereo chuẩn xác, chân thực hơn rất là nhiều. Còn nếu chỉ để trong phòng để nghe nhạc hoặc là tổ chức party thì Aura 3 sẽ có phần phù hợp hơn một chút, vì hiệu ứng âm thanh 360 độ sẽ dễ dàng lấp đầy âm thanh cho căn phòng của bạn. Vậy thì ở phần thiết kế thì có vẻ như là dòng Soundstick Wireless 4 này đang chiếm thế thượng phong hơn. Vậy còn chất âm thì sao? Ngay bây giờ thì Hà sẽ cùng test chất âm với các bạn, và các bạn hãy đeo tai nghe để cảm nhận rõ cùng với Hà nhé. Bao nhiêu bình yên theo đôi chân em quét, từng phút tim anh nâng niu nhất.
đã lâu rồi từ khi em xa, những vết thương trong anh còn đôi lúc nhất. Em đằng sau dấu vết của nỗi đau là cả khung trời yêu hôm qua ta vứt hết. Ta chợt dừng lại sau quãng đường dài, câu chuyện tình yêu không còn ai trong đoạn kết. Dở dang như ngàn câu thơ khi anh viết, rồi ký ức đó sẽ phai thành anh biết. Nhưng anh không thể nào xóa hết tất cả, vì tên em còn vương lại trong câu ca hay là anh. Bắt công thì phải cố gắng, dù rằng anh muốn sự gió vẫn tìm theo mấy. Bao nhiêu mình yên theo đôi chân em khuất, từng phút tim anh nâng niu nhất. Cũng đã lâu rồi từ khi em xa, nhưng vết thương trong anh còn đôi lúc nhất. Thực sự mà nói thì sau khi trải nghiệm âm thanh trên cả hai sản phẩm này thì Hà thấy không có sự chênh lệch quá là nhiều. Có lẽ là vì đây là hai sản phẩm cùng một hãng mà lại nằm cùng một phân khúc giá nên trải nghiệm âm thanh cũng khá là giống nhau. Tuy nhiên nếu mà các bạn nghe kỹ một chút thì cũng có thể nhận ra rằng là mẫu StyleTech Wireless 4 này sẽ nhỉnh hơn một phần ở cái phần âm bass, nghe to và chắc hơn một tẹo. Có lẽ là do công nghệ mới tên là Dome được hãng trang bị trên dòng này đã phát huy rất là hiệu quả. Về giọng hát của ca sĩ trong các bài hát thì cá nhân Hà nghiêng về chiếc StyleTech Wireless 4 này hơn, vì nghe có phần ấm và trong hơn một chút. Còn phần treble thì Hà lại dành sự ưu thế dành cho chiếc Aura Studio 3 này, nghe nảy và sáng hơn rất là nhiều, đặc biệt là ở các dòng âm thanh kim loại như là tiếng guitar. Không khác biệt là bao nhiêu. Vì vậy nên các bạn cũng có thể cân nhắc giữa cả hai dòng loa này. Vì Hà cũng đã mất khá nhiều thời gian mà chỉ nhận ra những khác biệt rất là nhỏ như vậy thôi, thì các bạn chọn dòng loa nào cũng rất là ok đó. Tự chung lại một chút thì cả hai chiếc loa StyleTech Wireless 4 và Aura Studio 3 này đều là những kiệt tác về mặt thiết kế. Các bạn mua để tại căn phòng của mình, để tại phòng khách của mình thì cứ phải gọi là khách đến trầm trồ hết cả lên. Hà công nhận điều này, các bạn hãy thử đi nha. Tuy nhiên nếu các bạn chỉ thuần là những người nghe nhạc, đúng không nào, thì Hà nghĩ Aura Studio 3 sẽ phù hợp hơn, với cái hiệu ứng 360 độ sẽ tạo nên một cái hiệu ứng âm thanh phủ đều khắp mọi góc phòng của bạn.
Còn nếu các bạn có nhu cầu dùng thêm như là cắm vào máy tính hay là TV để xem phim hay là có các tương tác khác thì wireless Soundstick 4 này cũng là một lựa chọn thích hợp đó. Và trong trận đại chiến loa này, vì có vẻ các bạn đã chọn hai dòng loa để so sánh lại cùng một hãng, cùng một phân khúc giá, nên tạm thời Hà sẽ để kết quả là hòa, vì cả hai chiếc loa, mỗi chiếc đều có những cái ưu điểm đặc biệt của mình, đúng không nào? Còn các bạn thì sao? Các bạn thích chiếc loa nào hơn? Lý do là gì? Lựa chọn ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này? Hãy comment ngay bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Link sản phẩm cùng với những khuyến mại Hà sẽ để ở bên dưới video để các bạn có thể tìm hiểu. Còn ngay bây giờ thì thời lượng của video này đã kết thúc. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những trận đại chiến lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.